Xin chào quý vị và bạn đến với Khoảnh khắc bóng đá. Sau vòng đấu thứ 6 của giải đấu V-League năm 2024-2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thở phào nhẹ nhõm đón tin vui trên hàng tấn công của đội tuyển quốc gia Việt Nam với hàng loạt những cầu thủ đã mở điểm. Thưa quý vị và bạn, đó chính là những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đấu thứ 6 vừa qua. Vâng, cái tên đầu tiên chúng tôi muốn kể đó chính là Nguyễn Tiến Linh. Nguyễn Tiến Linh được huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các trợ lý của mình theo dõi tại sân vận động Gò Đậu khi thi đấu với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, và chính cầu thủ này đã tạo ra cú đúp. Dù trước đó anh đã có một pha dứt điểm chưa thành bàn trong pha đối diện trực tiếp với thủ thành Trần Trung Kiên bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với pha sút 11m. Nhưng không, tinh thần của Tiến Linh vẫn cho thấy đẳng cấp tuyệt vời. Chỉ khoảng 30 giây sau đó, bóng lại chuyền đến chân anh và lúc này anh không bỏ lỡ cơ hội và dứt điểm thành bàn cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương, và từ đó tạo ra một kịch bản không tưởng với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khi mà đội bóng này đã lật ngược thế cờ với tỷ số 4-1 trên sân vận động Bình Dương. Và Tiến Linh là điểm khởi phát. Đội trưởng của câu lạc bộ Bình Dương đã có một trận đấu vô cùng tuyệt vời. Dù hơi lo lắng một chút khi mà cầu thủ này đã bị thương ở trên sân, nhưng cuối cùng thì những thông tin từ Tiến Linh đã báo về, huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn thở phào khi mà cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ này đã không có vấn đề gì quá nghiêm trọng với cổ chân của mình sau pha dẫm hụt bóng và đau mắt cá chân. Tiền đạo 27 tuổi quê Hải Dương đang là chân sút dẫn đầu danh sách vô phá lưới V-League năm 2024-2025 với 6 bàn thắng, 6 trận đấu. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vì vậy, việc chấn thương của Tiến Linh không đáng ngại và mang tới cho huấn luyện viên trưởng ông Kim Sang-sik những cái thở phào nhẹ nhõm. Đây thực sự là tin vui khi mà Tiến Linh vẫn đang cho thấy những tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trên hàng tấn công. Nếu nói ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong thời điểm hiện nay thì Tiến Linh là người được lựa chọn, bởi anh vượt qua cả những ngoại binh chất lượng như là Leo Arthur với những Ri Mario hay là Xuân Son ở trên bảng danh sách vua phá lưới ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng là ông Hoàng Anh Tuấn còn chia sẻ vui với giới truyền thông rằng Tiến Linh chả khác nào một ngoại binh ở trong màu áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương cả. Vâng, con số liệu và cách thi đấu của Tiến Linh quả thực là việc đánh giá cầu thủ này không khác gì ngoại binh là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu của huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Không biết là các bạn có nghĩ như vậy hay không, hay lại chê Tiến Linh chân gỗ? Có lẽ đó chỉ là những cái ý kiến của fan phong trào, những fan tháng 8 mà thôi. Vâng, thưa quý vị bạn, Tiến Linh hiện tại đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất và anh cũng mới 27 tuổi và thi đấu ở mọi mặt trận. Và những cái trận đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam, hay nhất của bóng đá Việt Nam thì đều có tên anh. Anh là người ghi bàn. Nếu như ai đặt ở vị trí với những cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng hơn Tiến Linh hiện nay ở vị trí thi đấu thì những trận đấu mà Tiến Linh thi đấu nó mang tính chất quan trọng vô cùng các bạn ạ. Như trận đấu với UAE để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup, hay là vua phá lưới của giải đấu mang tên AFF Cup mà bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra một người nào làm được như thế cả. Tiến Linh được tính trọn vẹn ở các giải đấu chính thức lớn chứ không phải là những giải đấu còn giao hữu và những cái tình huống thi đấu với những đội bóng mà ghi số bàn thắng lên tới 15-16 bàn thắng. Vâng thưa quý vị bạn, những cái tình huống đó thì chúng tôi tin rằng các cầu thủ ghi bàn chỉ để cho có mà thôi. Còn việc Tiến Linh thi đấu và thể hiện được rõ trong những trận đấu chính thức và thể hiện được năng lực của mình với những trận đấu như là chung kết của SEA Games hay là chung kết của giải đấu AFF Cup thì Tiến Linh vẫn luôn là cái tên thực sự đáng giá để khiến cho giới truyền thông mộ điều phải đặt lên bàn cân để đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong quá khứ tới thời điểm hiện tại. Vâng, chính vì vậy mà niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik lúc này đã được khơi dậy khi mà Tiến Linh đã trở lại. Và có lẽ ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Tiến Linh vẫn giàu khát khao và cống hiến. Anh đã thể hiện với 6 bàn thắng trong màu áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương là một tin vui tuyệt vời dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong mùa giải sắp tới. Và tinh thần, ý chí và bản lĩnh của Tiến Linh còn được trau rèn qua những cái lời ăn tiếng nói của một số cổ động viên có phần hơi khiếm nhã dành cho anh. Có rất nhiều người đã dành cho Tiến Linh với những câu nói có phần khiếm nhã, chê trách, nhưng Tiến Linh vẫn đứng vững ở vị trí tiền đạo và đang là tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, từ chúng tôi phải đánh giá trong nhất mọi thời đại. Các bạn có thể đặt ai so sánh với Tiến Linh thì ngay sau đây chúng ta có thể so sánh và bình luận ở phía dưới. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị bạn nghe về những trận đấu mà họ đã thi đấu như thế nào. Chắc chắn nếu như đặt trên bàn cân thì cái sự quan trọng của Tiến Linh với những bàn thắng của cầu thủ này là thực sự đặc biệt. Và gần đó những cái lời giải thích để thấy rằng Tiến Linh là một trong những cầu thủ cực kỳ đặc biệt và anh sẽ là một trong những ngòi nổ sắp tới mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sử dụng.
Việc bắt bài Tiến Linh lúc này cũng tương đối khó bởi cầu thủ này chơi khá đa dạng, có khả năng lùi sâu và thi đấu như một tiền vệ và đá như một tiền đạo phía trên. Tiến Linh đã học được rất nhiều từ tiền đạo Nguyễn Anh Đức trước đó, và bên cạnh đó là sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lúc này cũng đang am hiểu với lối chơi và đặt Tiến Linh đúng vị trí của mình để có thể khơi dậy tinh thần và giá trị của cầu thủ mang tên Nguyễn Tiến Linh các bạn ạ. Vâng, đến tiếp theo, tiền đạo mũi nhọn tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam khả năng cao sẽ có tên trong danh sách sắp tới, đó chính là Nguyễn Công Phượng. Trận đấu gần nhất của Công Phượng đó chính là trận đấu mà anh đã ghi 2 bàn thắng trong màu áo của câu lạc bộ Bình Phước. Với 2 pha lập công như vậy thì có lẽ Tiến Linh, Công Phượng sẽ là những cầu thủ cực kỳ đáng chờ đợi trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chờ cặp song sát này, nếu như người hâm mộ đá Việt Nam thực sự yêu mến, và sự trở lại của Công Phượng mang lại rất nhiều những kỳ vọng. Sự hâm mộ cũng như là theo dõi của Công Phượng trong quá trình thi đấu ở giải đấu hạng nhất cho thấy rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam rất cần những cái hiệu ứng như vậy. Những cầu thủ này sẽ quay trở lại và thi đấu, và lúc đó khán giả, người hâm mộ đá Việt Nam cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, chứ không phải là những gì trước đó mà bóng đá Việt Nam đã trải qua dưới thời huấn luyện viên Chu Xê. Đó là những sự vắng hoe trên khán đài, những sự tồi tệ với những cái trận đấu quốc gia khi thi đấu như tại sân vận động Mỹ Đình, vắng hàng loạt khán giả, tính ra chỉ đếm được 1/10 dung lượng khán giả có mặt ở trên sân vận động Mỹ Đình thì mới cảm thấy rằng là bóng đá Việt Nam đã trôi sụt mạnh đến như thế nào với cái tinh thần. Và khi những cầu thủ này quay trở lại thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có thêm động lực, và từ đó sẽ là một trong những cái năng lượng được tiếp thêm dành cho toàn đội hướng tới giải đấu AFF Cup năm 2024 các bạn ạ. Chính vì vậy đó là tin vui tuyệt vời trên hàng tấn công với những Công Phượng, với những Tiến Linh các bạn ạ. Không biết là các bạn nghĩ thế nào, nhưng chúng tôi đang cảm thấy mừng thầm về điều này. Vâng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã có những trợ lý và thêm những cầu thủ mới. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có những cầu thủ mới khi mà huấn luyện viên người Hàn Quốc cùng các trợ lý của mình đi khắp các mặt sân tại giải đấu V-League. Như trận đấu mà nơi Tiến Linh đã tỏa sáng thì các đàn em cũng đã lần lượt tiếp bước để có thể tạo ra những bàn thắng tuyệt vời. Như Võ Hoàng Minh Khoa của câu lạc bộ Bình Dương đã chơi vô cùng tuyệt vời. Cầu thủ này thì chơi ở vị trí tiền đạo ảo, có khả năng, có thể hình, và đặc biệt là khả năng sút của cầu thủ này cũng đã được trau rèn và được thi đấu cạnh người đàn anh là Nguyễn Tiến Linh, thì Võ Hoàng Minh Khoa cũng đã tiến bộ rất nhanh. Anh có bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đã ghi bàn thắng ở phút thứ 83 của trận đấu. Sự năng nổ của Minh Khoa đã góp phần vào chiến thắng của câu lạc bộ Bình Dương. Bên cạnh đó thì Trần Việt Cường cũng là cái tên vô cùng đáng chờ đợi. Nguyễn Trần Việt Cường của câu lạc bộ BKMX Bình Dương cũng đã được gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam một đôi lần ở U23 Việt Nam thì phải. Và lúc đó thì cầu thủ này được tập và chia sẻ rằng rất mong muốn sẽ được cống hiến, và sự khát khao của những cầu thủ trẻ bên phía Bình Dương và được trao cơ hội bởi chính cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên Hoàng Tuấn cùng với định hướng của câu lạc bộ Bình Dương sẽ dành cho những cầu thủ trẻ thì đã mang lại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thêm nhiều nguồn lực. Chúng tôi có thể kể đến một vài cái tên như Nguyễn Trần Việt Cường, như là Võ Hoàng Minh Khoa hay Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Tiến Linh, những cầu thủ đã chơi rất hay trong trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, một đội bóng giờ đây chơi không chỉ là trình diễn mà họ đã phô bày những cái sự gai góc, một đội bóng cần thiết để có thể thi đấu ở một giải đấu V-League, thưa quý bạn. Thêm thông tin về đối thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Indonesia sẽ dùng lứa cầu thủ 22 tuổi đối đầu với Việt Nam ở vòng bảng. Đây là thông tin mà có thể nói như là một trong những cái điều kiện mở ra để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiến vào vòng đấu chung kết. Theo CN của Indonesia thì đội tuyển quốc gia nước này sẽ dự AFF Cup năm 2024 với một đội hình trẻ trung, chủ yếu là các cầu thủ U22. Quyết định này được huấn luyện viên Chu Xie đưa ra do nhiều cầu thủ nhập tịch gặp khó khăn trong việc trở về thi đấu. Đến hiện tại thì thủ môn Mattel Pierre là cầu thủ nhập tịch duy nhất xác nhận tham gia, vì Dallas FC của Pierre đã kết thúc mùa giải giải vô địch quốc gia tại Mỹ LMS. Anh có thể sớm tập trung cùng đội tuyển Indonesia vào tháng 12. Tuy nhiên, các cầu thủ khác trong đợt thi đấu tại trời Âu, nơi các câu lạc bộ đang duy trì thi đấu với trạng tournament cực kỳ đáng gờm, thì họ sẽ không trở về vì AFF Cup không thuộc FIFA đây. Vì lý do này thì huấn luyện viên Chu Xie buộc phải tìm người để có thể thay thế các vị trí đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ đến từ châu Âu. Hiện tại thì Indonesia có đến 16 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, chủ yếu là đến từ Hà Lan, Anh và Bỉ. Dù thiếu bóng các trụ cột nhập tịch, nhưng huấn luyện viên Chu Xie vẫn tỏ ra lạc quan về tiềm năng lứa cầu thủ trẻ và kêu gọi người hâm mộ tin tưởng và đặt đội bóng lên vị trí cao nhất.
Ông Chitejang nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật và giữ tinh thần trên sân cỏ. Cầu thủ trước hết không được phép quên các kỹ năng cơ bản các cầu thủ. Thành thật thì tôi hy vọng rằng đội có thể lọt vào tới trận đấu chung kết và duy trì thái độ tập luyện tốt. Hiện tại thì Indonesia đang đứng thứ 5 ở vòng loại World Cup năm 2026 trên tổng số 6 đội bóng. Và tại AFF Cup năm 2024 thì đội tuyển Indonesia cùng bảng với Việt Nam. Như vậy thì sẽ là một đối thủ trẻ trung và đến với bóng đá Việt Nam như là một đối thủ mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã đoán được trước. Vâng, đó là toàn bộ những cái thông tin liên quan tới đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như đối thủ của chúng ta sẽ chuẩn bị cho trận đấu phía trước. Trận đấu với đội bóng những đội bóng đến từ Đông Nam Á tại giải đấu AFF Cup năm 2024. Hy vọng rằng quý vị và bạn sẽ đồng hành và chia sẻ với Khoảnh Khắc Bóng Đá với những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng thông tin tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.